Xin chào các bạn, trong cái video này cô Căn chia sẻ cho các bạn một số kiến thức và những cái tip để mình thuê freelancer ở trên Fiverr trong cái công việc phát triển về dịch vụ kinh doanh sản phẩm của mình ở trên những cái business MMO của mình. Thì đây là những cái kiến thức và cái hướng cũng khá là hay trong việc là quản lý và cái công việc làm online, đặc biệt phù hợp cho những ai làm solo một mình, để chúng ta quản lý và tối ưu được hiệu quả về cái vấn đề thuê nhân sự, những cái task, những công việc mà mang tính kỹ thuật và mang tính lặp lại. Ok, trước hết để bắt đầu thì các bạn hãy đăng ký cho mình một cái tài khoản Fiverr, cái link Fiverr ở link ở bên dưới của video này. Thì các bạn click vào link để đăng ký một cái tài khoản Fiverr. Cái việc đăng ký rất là dễ ha. Để đăng ký cái tài khoản Fiverr thì các bạn chỉ cần là click vào nút là Join ở menu bên trái, bên phải màn hình đây. Thì để một đăng ký nhanh thì các bạn chọn là Continue with Google. Rồi ok, sau khi mình đăng ký cái tài khoản Fiverr thì đây là cái tài khoản đầu tiên, là tài khoản order, tài khoản buyer. Tài khoản buyer có nghĩa là tài khoản mình đi thuê những cái người làm dịch vụ ở trên Fiverr. Ok, đến tiếp theo trong cái video này là cô Căn sẽ chia sẻ cho các bạn cái tip để mà thuê freelancer làm trên Fiverr với những cái tiêu chí là mình sẽ tìm đúng người chuyên môn và tối ưu được cái chi phí thời gian của mình để giải quyết những cái công việc của mình, và mình tập trung vào những công việc chính của mình tốt hơn trong cái con đường làm business ha. Rồi trước hết các bạn cần phải xác định được cái task của mình muốn tìm trong việc là thuê Fiverr, thuê những người làm ở trên Fiverr. Thì ở trên Fiverr có rất là nhiều cái dịch vụ cho đến design, code, marketing, sale, bất cứ những cái dịch vụ gì, bất cứ những cái công việc gì cũng có trên Fiverr hết. Thì đầu tiên chúng ta cần phải xác định được rõ là cái công việc các bạn muốn thuê là cái gì. Theo cái model business của Quốc Anh á, thì hay thuê ở trên Fiverr làm những cái công việc như là cập nhật hoặc là fixbase những cái sản phẩm như ứng dụng. Bởi vì đấy nó thiên về phần kỹ thuật rất là nhiều, lập trình thì mình không có thời gian trong việc là ngồi nghiên cứu từng cái chi tiết về dòng code, thì Quốc Anh thường thuê ở trên này. Thì những cái mà Quốc Anh từng thuê thì Quốc Anh thuê là ví dụ như Fixbus nè, Fixbus Android, thì mình sẽ tìm những cái profile, những cái lập trình nào đó ở trên Fiverr để làm. Và khi mà xác định được cái từ khóa rồi thì bây giờ mình sẽ xác định thêm cái gì nữa để tối ưu hơn. Trên cái mục là resource của kết quả mình tìm kiếm á, ở dưới này có những cái danh mục mà chúng ta cần phải lọc ra. Thì ví dụ ngân sách của mình á, đối với cái ngân sách này á, Fitbit thì cỡ khoảng 10 đô như thế nào đấy thôi, thì mình sẽ cút cút tùm lại cái ngân sách của mình thì cỡ khoảng 10 đô thôi. Các bạn chọn apply đấy. Rồi cái phần seller detail các bạn có thể là lọc ra những cái nhóm người kinh nghiệm ở trong seller. Thì theo kinh nghiệm của mình, đối với những cái task công việc mà nó dễ, nó mang tính kỹ thuật và dễ á, thì thường mình sẽ không cần chọn những cái top price seller đâu. Những cái top price seller này nó hiếm và ít, và nó đưa ra những cái giá cả rất là cao. Các bạn hiểu không nào? Thì Quốc Anh sẽ chọn những cái task công việc nhỏ, thì mình sẽ chọn những cái new seller. Thì cái số lượng new seller là với cái task công việc này là 788 người thì rất là nhiều, và cái độ cạnh tranh rất là cao, hoặc là seller, hoặc là level 1. Đấy, thì ví dụ như mình chọn Fitbit thì mình chọn level 1, ok, có nghĩa là những cái người làm dịch vụ của trên Fiverr nó mới đăng ký thôi, chưa hẳn là nó không có kinh nghiệm, nhưng mà mình có thể là thử những cái task đầu tiên. Rồi sau đó là mình sẽ chọn apply để mà xem ở cái level 1 này với cái ngân sách của mình 5 đô, 10 đô đây, thì như vậy là có thể là mình xem có ok không. Cái chung mục này thì Fitbit, mình ghi rất là rõ ràng Fitbit Android app, thì chắc chắn là các bạn này là chuyên về app đúng không, về Android. Thì chúng ta sẽ xem những cái dịch vụ này, thì mình có thể là chọn cái thằng Fitbit này thử xem. Khi các bạn kích vào một cái gif này thì các bạn sẽ xem cái chú ý về cái ngày deliver, có nghĩa là cái hàng display của trên sàn này á, thì các bạn sẽ xem được là cái chuyên môn của thằng này á là nó fix những issue, những cái vấn đề về code ở trong Java, trong Android app với những cái ghi những cái kinh nghiệm như thế này, xem ok không, và mình có thể là
Contact Me này để mà nói chuyện với nó, hoặc là các bạn xem ok thì có thể là order basic và standard. Thì tất cả những cái này là vì fix được khoảng 2 đến 5 issue, là những cái vấn đề trong app. Cái quan trọng nhất để mà các bạn muốn làm được cái này á, thì các bạn cần phải am hiểu về cái quy trình reskin. Bởi vì trong cái công việc mà thuê freelancer này, thì những cái bạn mà mình mentor quá trình reskin app á, thì các bạn đã hiểu được cái tổng quan về cái quá trình làm reskin app, đóng gói sản phẩm và submit app lên. Thì bây giờ là các bạn chỉ có nhiệm vụ là phát triển sản phẩm đấy, thì những cái task mà phát triển đấy á, thì các bạn chỉ cần là lên trên này thuê, và cái cách nói chuyện communication với nhau á, thì nó dễ hiểu hơn, bởi vì các bạn đã học và đã làm, đã trải qua cái công việc là biết được cái cấu trúc của một cái ứng dụng như thế nào, đóng gói như thế nào và submit app lên trên Play Store như thế nào rồi. Thì cái công việc mà làm như thế này á, thì các bạn nhớ lưu ý, đó là các bạn cần phải biết chuyên môn, các bạn biết cái kiến thức, cái tổng quan, chứ không thể là giống như các sếp mà theo kiểu lý thuyết mà cứ thích cái gì cứ bắt họ làm như vậy, mà mình trong lúc đó mà mình không biết, thì như vậy là rất là khó trong việc là làm việc communication với nhau, nói giao tiếp với nhau. Đấy, các bạn cần phải hiểu được cái vấn đề về công việc giữa khi các bạn quản trị là manager một cái job ha, một cái task công việc đấy. Thì đây là những cái tip mà Quốc Anh muốn chia sẻ cho các bạn, là cần phải focus được cái ngân sách của bạn này, và level những cái người mới, và chúng ta có thể là contact mình điều cái giá cho nó phù hợp. Vì ở đây là fixed bird, còn mình hay làm là ví dụ như là integrate Xmode in app Android. Đó, có nghĩa là mình tích hợp cái tích hợp cái Xmode vào. Thì ở trong phần tích hợp Xmode này á, thì mình sẽ tìm những người nào mà có kinh nghiệm trong việc là tích hợp đấy. Mình đọc profile là các bạn sẽ cảm nhận được. Thì cái vấn đề mà mình thuê freelancer ở trên Fiverr cũng không khác gì các bạn là một cái manager và một cái HR, đóng vai trò là một cái người HR để mà đi soi những cái profile của những cái chuyên môn đúng cái task của mình. Đấy, thì các bạn xem ở trên này thì những cái task về tích hợp thêm những cái SDK của Xmode, hoặc là Firebase, hoặc là OneSignal, hoặc là thêm những cái chức năng, thì cũng đâu đó khoảng 5 đến 10 15 đô thôi. Bởi vì trên cái thị trường của Fiverr thì rất là nhiều cái gọi là nguồn nhân lực lao động rất là dồi dào ha. Nó mang tính là toàn cầu, thì các bạn có thể là kết nối với nhau để làm việc online. Bởi vì bây giờ làm việc offline thì tốn chi phí về tiền vận hành văn phòng, tốn những cái vấn đề về thuê và nuôi nhân sự, ví dụ như nuôi nhân sự một người lập trình ở Việt Nam hay là ở Đà Nẵng hay là Hồ Chí Minh, Sài Gòn, thì cũng tốn tệ nhất phải 20 triệu đến 30 triệu. Cái chi phí như vậy thì chúng ta thuê ở trên Fiverr này á, thì Quốc Anh tối ưu được khoảng 1 phần 10 chi phí. Thì đâu đó cỡ khoảng một tháng trung bình cỡ khoảng 50 đến 100 đô trong việc là thuê nhân sự ở trên này thôi. Thì các bạn cần phải tìm cho đúng cái các bạn có thể là cái tip của Quốc Anh nữa là communication một cái một người như thế này, và nói nó là làm với cái chi phí tối ưu một xíu. Mình có rất là nhiều job để mà làm việc lâu dài với các bạn. Đấy, thì chúng ta có thể là contact với tụi nó ở trên này để mà thuê và làm việc. Thì các bạn có thể là send cái nguyên số code luôn để cho nó cập nhật, hoặc là tích hợp thêm những cái SDK của mình. Ví dụ như là những cái job của Quốc Anh cũng hay làm là ví dụ như là cập nhật update SDK SDK Android. Đó. Thì tất cả những cái này thì nó còn làm quanh năm với nhiều app. Thì ví dụ hiện tại khi các bạn có một cái app và bây giờ cần phải cập nhật một SDK, thì các bạn cần phải lên đây là cập nhật một cái. Khi mà các bạn search như thế này mà các bạn không có những cái tối ưu lại về ngân sách của mình á, nó sẽ ra những cái file choice và những cái best seller đầu tiên, thì với cái chi phí rất là cao, thì các bạn cần phải kích vào budget tối ưu lại ngân sách của mình. Cập nhật SDK thì theo kinh nghiệm của anh chỉ có 5 đô là ok rồi. Đấy. Và cái seller này thì mình có thể là chọn on luôn cũng được, không sao cả. Và trong phần này là có kết quả là 5 đô ha, rất là nhiều.
thì các bạn ấy làm cập nhật SDK này cũng khá là tốt, bởi vì cái này cũng không đòi hỏi về thiên về công nghệ cao đó, các bạn làm lập trình nó có thể là làm được. Rồi thì đây là những cái tip mà Quốc Anh muốn chia sẻ, và cái cách cái phần check out gọi là mình trả tiền ở trong cái sàn Fiverr này là cái gì. Ở trên Fiverr này mình sẽ check out, và mình ví dụ như mình check out cái này mình trả tiền bằng PayPal hoặc là trên credit card ha. Trong phần này là một là credit card này hoặc là PayPal. Đấy, trong cái mục này hai cái phương thức thanh toán này thì các bạn có PayPal thì các bạn add vào hoặc là credit card. Ok là như vậy. Là rồi, tóm tắt lại trong cái việc mà mình thuê vận hành, trong việc là làm ở trên Fiverr online thì cũng tương tự giống như các bạn vận hành một cái công ty online và các bạn quản lý tất cả nhân sự thôi. Nhưng mà trước khi các bạn làm một cái manager để mà thuê ở trên Fiverr thì chúng ta là những cái task nào nên thuê trên Fiverr, và cái cách thuê và cái cách như thế nào, thì trong cái phần này thì những cái kinh nghiệm của anh muốn chia sẻ đó là những cái task nó thiên về kỹ thuật, như là về engineer, về kỹ thuật, về ví dụ như là code hay là cập nhật tích hợp, cập nhật những chức năng ứng dụng vân vân, hoặc là các bạn thiết kế logo hay là banner, hoặc là nhận làm những cái creative social media. Đấy, tất cả những cái gì mà nó thiên về kỹ thuật. Còn những cái task mà không nên, và những cái task nó nằm trong cái quy trình hiểu biết của mình về thiên về kỹ thuật đấy, nó lặp đi lặp lại, có thể là mình thuê ở trên Fiverr để mình tối ưu được cái thời gian, mình tập trung vào những thời gian quan trọng trong những cái task công việc chính của mình. Thì những cái task mà những cái công việc mà mình không nên thuê, có nghĩa là chạy ad này trên Fiverr thì mình phải tự làm này, hoặc là những cái mindset, những cái chiến lược để phát triển cái model business của mình, làm sao cho nó win hoặc là cho nó tốt, thì cái đấy mình cần phải tự học. Và những cái cho nên các bạn cần phải hiểu rõ là các bạn cần phải biết được cái tổng quan cái quy trình của một cái model business, ví dụ như là quá trình build và phát triển ứng dụng như thế nào, thì các bạn mới thuê được trên Fiverr cái cách làm việc. Cho nên trong cái quá trình mentor, quá trình của mình đối với các bạn học viên làm app thì cái vấn đề mà thuê này, thì đó là cái giai đoạn mà mình cần phải tối ưu công việc của mình thôi. Cho tất cả mọi cái quá trình vận hành, chiến lược, tư duy, mindset và chạy ad và chia task ra thì chúng ta cần phải làm clear cho nó rõ ràng. Đấy, để chúng ta có những cái tối ưu về cái công việc và mình thuê nó hiệu quả hơn. Với cái chuyên đề về cái kinh nghiệm về làm Fiverr của Quốc Anh á, thì cũng có rất là nhiều năm kinh nghiệm, từ bắt đầu từ năm 2016-17 mình đã làm ở trên này, thì có rất là nhiều cái kiến thức mà Quốc Anh muốn chia sẻ, nhưng mà trong cái phạm vi của video này thì có hạn. Thì hy vọng sẽ gặp các bạn trong một cái chuyên đề đối với cái việc làm Fiverr giữa người thuê và người làm sâu hơn, ví dụ như ở trong cái khóa học quá trình mentor một kèm một của Quốc Anh phát triển mobile app á, thì Quốc Anh nói rất là rõ về những cái chiến lược về Fiverr để mà phát triển cái sản phẩm về mobile app ở đây, rất là chuyên sâu về cái vấn đề này. Các bạn nhìn trong mind map này, thì hy vọng mình sẽ chia sẻ với bạn về cái vấn đề này chuyên sâu hơn trong những cái video tiếp theo.